chờ này thì biết được bao giờ. Vào nhà nó, phá cửa nhà nó, nhận được cái gì thì nhặt. Nhanh lên. Từ từ. Mọi người bình tĩnh thôi, đừng có làm bừa, đấy là vi phạm pháp luật đấy. Ngọc ơi, nó quen quen, hình như nó đi với con Ngọc ấy. Đúng rồi, bạn trai con Ngọc rồi. Mày là người hay tìm con Ngọc còn gì nữa? Tôi biết gì đâu, tôi đang đi tìm đấy mà. Tìm biết đấy gì? Mày là bạn trai của con Ngọc, chắc chắn mày là đồng hóa. Con Ngọc ở đâu? Nó ở đâu? Cứ bắt lấy thằng này là kiểu gì cũng tìm được con kia. Đi. Tôi không biết gì cả mà. Bảy lên Phương, cho lên Phương. Cháu mình lừa như các bác mà. Trình bày cho lên Phương. Cho lên Phương đi. Tôi mà. Mọi người lùi ra. Thằng ngu mày. Thằng mất dạy. Sao muốn em con như thế? Tao còn bóp chết mày ấy. 2.5 tỷ của tao đâu? Hay là mày bị con Ngọc nó lừa rồi? À, trời ơi. Mày đúng là làm giàu không khó này. Này, làm giàu dễ không này? Trời ơi. Con xin lỗi bố. Con bao nhiêu đi bố. Mày đi với tao về nhà ngay. Để mẹ mày xử lý mày. Đi. Đi. Không được đi hết. Nó là đồng phạm đấy. Nhưng mà nó là con tôi. Để tôi về tới dạy nó. Mất mớ gì ông bà. Con là con của ông. Nhưng mà nó đang là đồng phạm. Không thể đi được. Đồng phạm sao lại từ dẫn xác đến nhà thủ phạm? Có lẽ ông tôi ở bụi này à? Ôi, ngu như thế bị lừa là đúng rồi. Đi ngay. Đi ngay. Chạy đi. Chạy đi. Ông mày muốn làm sao đấy? Nặng tay thế. Không nặng tay thì mày chạy thoát được chắc. Toàn một lũ hổ báo cáo trồn. Mà có đau lắm không con? Sao lại không đau?